reaction mấy cái vớ vẩn đấy giáo chủ ấy. Đấy. Tôi sẽ reaction cho các bạn một drama gần đây của một chàng trai. Thần tượng của tôi đấy. Thế nhưng mà tôi đặt niềm tin và tôi sẽ tin tưởng chàng trai đấy. Các bạn có muốn xem cái vụ việc đấy không? Cay mãi rồi. Thề. Mẹ Jack Sparrow. Cay mãi cắt đi mà. Thề. Nhưng mà thề. Tôi thì thật ra là nhìn mạng, từ tôi phải xem có bao nhiêu người đang xem kênh đó. Thì tôi mới dám kể câu chuyện này. 5.000 à, 6.000 à. Tôi thì nó cũng đơn giản và nhẹ nhàng. Thì tôi cũng nói thật là các bạn thì. Đầu tiên tôi chia sẻ. Đây là câu chuyện này của tôi, là không phải là chia sẻ hay là nêu ra quan điểm về một vấn đề gì nữa. Mà tôi kể lại về quá khứ thôi. Tôi thì không, tôi cũng thích ca sĩ Jack. Thế nhưng mà sau cái drama này, tự nhiên tôi đang lướt Facebook thì tôi thấy có một người bạn của tôi share bài drama xong rồi kèm theo caption nào nhé. Đi có mẹ thà là fan Jack đấy không? Report bố về đâu đấy. Nhìn mặt thế này mà cũng đứa chửa hoang cũng được. Thì mẹ, các em gái bây giờ phải xem xét lại vấn đề về yêu người nổi tiếng. Thế là tất nhiên tôi đọc cái bài đấy xong tôi buồn cười, tôi phì có mẹ cười, tôi buồn cười mẹ cặc địt mà. Nào địt có mẹ, đéo phải là tại tôi nhưng mà tôi thấy người ta share bài nó như thế. Ý tôi nó là như vậy. Thế nhiên tôi phì con mẹ cười. Buồn cười mãi luôn, đéo hiểu kiểu gì thế các bạn. Jack Sparrow đi vào. Thế nhưng mà cũng đéo biết như nào nhỉ. Nhưng mà thế cả các bạn, celeb ở Việt Nam ấy, nói cho các bạn biết một cái câu chuyện hơi buồn một chút. Celeb Việt Nam ở celeb tài hợp 1 ở Việt Nam thì bây giờ nói như nào. Jack cũng là kinh mãi luôn, nó thuộc dạng gọi là celeb tài hợp S luôn ở Việt Nam. Thì bây giờ celeb tài hợp S của Việt Nam có trò gọi là silencer, tôi kể cho các bạn biết là như thế. Nó chính là bố mẹ đéo nói gì cả mà silencer một phát cho nên địt mẹ mày bùm bùm nữa, các bạn hiểu không? Thế nên là tôi nói các bạn biết là như thế rồi thì sẽ giống địt mẹ mày một người anh, một người anh em quê Thái Bình hay vào kênh xem của tôi thôi. Đó chính là đéo nói gì chứ còn tôi nói lại bảo sai địt mẹ mày gặp con mẹ đúng silencer. Khổ vậy cứt. Ok, tôi nói cho các bạn biết là như thế, sẽ đéo ai nói cái gì đâu. Cay quá lớn. Ok, im lặng như eo cây luôn. Đấy là cái cách giải quyết của celeb điện thoại Việt Nam giờ chất lắm. Tôi nói cho các bạn biết là như thế. Xem MV Thiên An với Jack đi giáo chủ á. Được đấy, đi mà. Mặc dù là tôi nói thật là tôi nghe thì nhiều nhưng mà tôi chưa từng xem MV quá nhiều Thiên An và Jack. Bài đấy là bài gì nhá các bạn nhỉ? Sóng gió đúng không? Địt mà. Trời ơi. Tôi bị oan mà chu cấp cho 5 triệu một tháng rồi còn chê ít. Chứ không đéo gì nữa. Cảm ơn chị Trần Phương Tuấn nhá. Hai mẹ con 5 triệu một tháng, 3 triệu một hoa, ít phải 6 triệu thì mới được hai hoa chứ. Nghe tôi tao đã thấy vô lý rồi Phương Tuấn. Cay vãi lờn. Đâu rồi, tao sẽ nhớ có âm thanh gì. Nhầm. Sẽ thế nhở? Tôi đang đi tìm, tự nhiên tôi đang đi tìm Jack tự nhiên ra con mẹ Ngô Diệp Phàm ở đầu clip này, nhầm rồi. Đéo phải clip này đi mẹ. Đúng Ngô Diệp Phàm luôn chứ còn gì nữa. Nè các bạn nhìn này mà các bạn bảo sách. Vãi đài tóc. Trên đôi cánh tay hoa đời em trong phút giây, từ ngày thơ anh còn ngủ mơ đến khi em thờ em trong phút. Ví dụ kiểu nếu như mà tôi nghĩ là kiểu react thì nhiều khi nó không cần phải nói thành lời ấy. Thế mà ví dụ như kiểu tôi thử xem là anh em mình liệu có bắt sóng cảm xúc với cả nhau không nhá. Khi mà xem đến đoạn này nhá các bạn, đây tôi pause cho các bạn rồi này, các bạn nhìn kỹ này. Ví dụ kiểu này, wow, bạn nhìn nó kỹ nhá, anh em bắt sóng cảm xúc của nhau luôn á. Dậy từ ngày thơ ấy còn
ngủ mơ đến khi em thở. Anh em bắt xong cái cảm xúc của nhau không? Lòng người anh đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự dưng. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Lưu Diệp Phàm. Hương sao mùi xa linh hương, vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du có tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ. Không phải, nhưng mà... Ôi, cảm ơn chị Trần Phương Tuấn nhá. Nghe luôn MV Lay 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 cho tôi thêm view nhé. Cảm ơn Tuấn nhá. Thì nghe nhưng mà... Nghe luôn MV mới LAYLAYLAY để đây. Cho tôi thêm view nhé, mặt nháy mắt. Đây là một cái nhận xét, tôi thề với cả các bạn là tôi sẽ có một cái nhận xét khách quan nhá. Đấy là một cái sự thật. Thì tôi nói thật là rách này, không nên... Ví dụ như ở cái phong cách ấy, đúng là nếu như mà vẫn giữ cái kiểu như này nhá, thì tôi nghĩ là cũng ok là hay. Nếu như mà bảo là để mà kiểu ở thế nhưng mà bây giờ bị kiểu ngầu ngầu xong rồi bố mẹ đẹp trai, bố mẹ oai ở cun cun handsome kiểu flex flex nhà giàu nếu phải, thế nên là cứ thế nào để mà ở cạnh chim kia về vẫn có đôi sao trắng gió vô thề em ơi đừng xa cánh. Chứ còn nếu như mà cứ kiểu chân chất như thế này nhá thì tôi thấy rất là ok là nó là nhất xét, tất nhiên là nó rất là thật lòng. Có phải không trời ban ánh sáng năm tháng tư bề sáng nay về chung lối người mang tia nắng như cớ sao còn tâm tôi một ngoài em đã bắt buộc. Thôi thì cũng đáng để bị drama một lần đúng không, bị cho biết. Chứ còn bảo mẹ nhìn mà kiểu hơi nợ Tiger thì what the fuck. Thế nhưng mà thôi, thế này thì cũng đáng để ăn drama một lần cho biết. Chứ còn khiếp trên gì đâu nói, nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. What? Cái địt, địt con mẹ mà Alan Walker à, vãi lồn cày. À, đéo hiểu, địt con mẹ. Địt mẹ thề. Nhưng là con này, anh sẽ mang hết những suy tư, mang hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư. Anh đúng rồi, xưa thì hết hết cho thể thì đúng là tôi phải công nhận là những cái ca khúc như gọi là sóng gió các thứ này kể cả là không biết đến rách. Thế nhưng mà đi ngoài đường hay là mạng xã hội các thứ ít các bạn phải nghe một vài lần rồi thì cái giai điệu nó luôn vang vẳng trong đầu ấy. Nhưng mà kiểu tiết bùng cái lúc này đỡ hiểu sao biết có hai ông nhỏ ấy, địt mẹ kèm thêm một bà mẹ nuôi đấu tranh cái lồn thì địt mẹ bị áp bức cái thứ ấy. Phải là lồn địt mẹ phim Hàn à. Trời ơi, nên không có nghề về làm phim trai như thủy thử chẳng ngành để em từ một cô bé xuống gió. Cái sóc đi mẹ sách drama phát buổi tối cây ICM live stream ngồi đánh nhạc bay mẹ cười phớ lớ phát cắt. Quán tình quỷ dữ ta từ đây mình hay từ tới chối bây giờ có khác gì đâu, ta chạy bằng lòng hay chẳng tay nói tụi mình có khác gì dấu yêu sao cánh điệp của mình nét bút vô người chẳng hẹn đêm về sau phố thì đèn màu ta chỉ cần thúng lối để rồi sống chết những kỳ nhốt nhanh hoa rơi đòn đường về nhà thật buồn em ơi dòng người vội vàng giờ này tình ơi em ở đâu rồi lặng nhìn bờ vai xưa tựa đầu mình hỏi rằng có chơi. Thì đấy ít nó phải kiểu như thế này chứ mà. Đây, ai interview đi, mẹ mày mai idol nào. Đây, người yêu ba thật của Trinh, tương ớt Nam Dương, làm từ ớt thật tươi, có vị thật ngon và chất lượng thật an toàn. Đi, mẹ mày react cái clip này thì đéo bao giờ hết, đéo bao giờ có thể nói hết, nói mất mấy năm cũng đéo hết được thật. Đấy, anh em thấy chưa? Thôi nhau lại bắt xong cảm xúc nào tiếp này. Đi con mẹ là cay. Cái gì? Thằng bội bạc. Sờ cai xa xé. Đờ si cái tóc này. Thằng bội bạc không hiểu sao lại yêu được cái tóc này gì. À mày kỳ thích idol bố mày. Bố mày ban mày. Cay vãi là lồn. Ở kia đâu à?
anh đâu có thay đổi mà, anh chẳng có gian dối mà, anh đâu có yêu hết lòng ngày cơ sao. Thôi mà nhưng niềm tin thì chẳng còn, nhưng lời hứa đã héo mòn, nơi thân xác kia giữ lại duy trì. Bao tháng năm đôi mình đi với nhau, em chỉ toàn những câu mơ mộng. Nhưng đến nay coi clip của idol mà cứ post cái bìu à mặt cười. Thưa anh càng là melody, giữ anh lại đừng để anh đi. Bao tâm sự đầy ấp trên mi, người đã đúng anh đã sai. Thưa anh càng là melody, giữ anh lại đừng để anh đi. Bao tâm sự chẳng để che đi, người đã đúng anh đã sai. Đấy, tự nhiên cứ đẹp trai, handsome, Ngô Diệp Phạm được. Mình cứ giản dị, pro. Dạy thế. Anh đã sời. Từng yêu của anh nhưng giờ thật sự đấy, anh em thấy không, nó phải bịt mà phải bố mày đẹp trai và cả oai nữa. Từng yêu của anh nhưng giờ đây đã không may, ngày mai gặp em nhưng mà em đã trong tay là ai vì ai mà vai kịp ai lúc qua là bra 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 bra. Mình yêu đời hơn khi mà ta đã không mà sợ đấy, nó phải lên, nó phải hết sắp các bạn hiểu không, chung à meta nó phải handsome. Người chơi hệ đẹp trai. Tháng năm đôi mình đi với nhau, em chỉ toàn những câu mơ mộng. Nhưng đến nay em thì đang ngủ say, anh thì đang chơi vơi. Thưa anh cần là melody, giữ anh lại đừng để anh đi. Bao tâm sự nghĩa vãi cắt thề. Người đã đúng chưa? Rồi đấy, bịt cột mày. Tôi nói thật cả các bạn, trước đây khác lột thì gọi là một mẹ một đoạn dụng chứng đi mà. Người đã đúng, anh đã sai. À, thật lâu quá đi mà. Trời đúng. Đấy thế à, mình lại phải đẹp trai vậy. Hí. Bảo hóa các tôi thì sửa tiếng mặt đi cho đỡ mang tiếng mặt mướn. Đúng rồi, kiểu Ngôn Diệp Phàm của em lần. Nói thế thôi, khoảng 2 phút thì hơi bị kinh lệ, tôi nói nhưng không biết. Khoảng 2 phút thì chăn ngô nào là chưa không bím. Mẹ cũng thuộc dạng ở đây là có hu hoàn thôi luôn đấy, tôi nói không biết. Nhuộm tóc cái mùi siêu vãi đi. Nhuộm tóc phải là nhiều kỹ năng. Rất ngay luôn. Bồi hồi tìm về lại một giấc mơ đã muôn đời, vậy mà đành lòng nào lại đánh rơi. Đừng yêu đuối, đừng mơ màng này. Hãy cố gắng có chia đi để thôi. Chuẩn bị sẽ đến một cái đoạn siêu phẩm ở trong cái đề, nó gọi là highlight, spotlight ở trong cái clip này luôn. Tôi sẽ chỉ cho các bạn chuẩn bị. Đấy. Mặt nó rơi vào tầm kiểu này mình ngầu đét luôn, các bạn hiểu không? Em có tin và muốn ở bên anh mãi không? Wow, thật là kinh khủng. Mẹ từ nay mà chúng mày cũng drama được, đéo thể hiểu được. Kinh khủng, quá hay luôn, chứ còn nói các bạn biết là gì. Thế nhưng mà nói các bạn biết, tôi thật sự thì tôi cũng có ngồi tôi hóng hớt ở trong mấy cái ngày hôm nay. Chỉ là mấy cái ngày hôm nay thì tôi có qua tìm ở trong Facebook với cả một cái hashtag ở đây, đó chính là Phương Tuấn Rách. Thì là tôi tìm được ra những cái group ủng hộ Rách các thứ, thì là tôi cũng có vào tôi đọc một tí. Thế là còn có bạn bảo là trời ơi, mình phải chung tay, mình phải thuê thầy về yểm bùa cái đứa con gái kia, bởi vì đi mà
các thứ. À cái gì? Sao lại nick like á? Đây là nick Phạm Anh, đây không phải là nick tôi, các bạn nhìn này. Đây này, anh Phạm, các bạn nhìn thấy không? Cái thằng Phạm Anh rất mất dạy, mẹ còn nick like cả clip của thần tượng của mình. Đây là anh Phạm, không phải tôi. Còn Mimosa khác, các bạn hiểu không? Anh Phạm rất mất dạy, mẹ thả mất dạy bắt đầu. Thế mà các bạn biết luôn. Thế nhưng mà, đấy, ơ có cái gì hay hay mẹ mình xem ở trên YouTube không nhỉ? Mấy ngày hôm nay mẹ mình đau ốm mãi luôn. Thề cả các bạn luôn, nhưng mà thấy bảo mình ạ. Ngô Diệp Phàm 2 phút hơn.